Anh em Khả Năng Ô Tô Giá Rẻ Hải Phòng xin kính chào tất cả mọi người. Đấy, hôm nay anh em nhìn thấy không, trước mắt quý vị anh chị là một chiếc xe vào Nam phục vụ quý khách hàng trong Nam ấy. Nên là bọn em bán xe toàn quốc nên mọi người cứ an tâm. Đây anh em xe lồng kéo ông đây rồi, chở ra cho bãi tập kết, lên xe lồng vào cho khách hàng. Đấy, rất nhiều xe phục vụ bà con, giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Thì hôm nay nhiều anh em quan tâm cái dòng 7 chỗ thì Khả Năng Ô Tô sẽ đi lướt qua mấy dòng 7 chỗ để phục vụ bà con nhé. À, máy dầu có, máy xăng có rất là nhiều để phục vụ bà con, giá nào cũng bán. Thiện chí mua bán gặp gỡ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Trước mắt quý vị anh chị là một mẫu Isuzu Highlander máy dầu đời 2005, 2006, động cơ 2.5 nhé. Biển Ninh Bình, tên tư nhân, sơn xi căng đét, nội ngoại thất tươi mới. Highlander đây em bán có 188 triệu thôi anh em nhé. Rất là đẹp, dòng này là dòng của xe của Isuzu. Đó, Highlander đời 2006, động cơ 2.5 máy dầu, dầu khoảng tầm 7 lít trên 100 km. Nội thất rất là đẹp, nội thất đẹp lắm anh em ạ. Isuzu này nội thất xuất sắc luôn. Củ số vô lăng này, đẹp chưa, máy dầu mà, dầu hôi đây nhưng mà dầu đây là đang dầu xăng dầu đang đắt thì mua máy dầu thì nó tiết kiệm hơn một chút. Đấy, keo chỉ zin không đâm đụng gì, sơn xi sạch sẽ. Con này thì lốp gầm, lốp gầm nhé anh em nhé. Giá 188 triệu đời 2006, rất là rẻ. Em sẽ báo giá qua thôi chứ không thể báo chi tiết từng chiếc một được. Thì bà con cứ thích chiếc nào thì chụp ảnh màn hình gửi qua Zalo số điện thoại Khả Năng Ô Tô 0326062789. Tiếp theo là chiếc đời 2009, cũng là Isuzu máy dầu biển 20A08053. Chiếc này thì em bán 228 triệu đời 2009, mà nước sơn màu trắng nhé. Đấy, hai chiếc cho bà con màu trắng cho bà con lựa chọn này. Em đang bán là 228 triệu đời 2009, cũng như trước bên cạnh thôi, động cơ máy dầu 7 chỗ. Đó, tiếp theo chúng ta cùng gặp gỡ với một số chiếc xe máy dầu giá rẻ hoặc là máy dầu giá cao cũng có này. Ở đây thì có anh em người nhà gửi bán một chiếc xe Toyota Fortuner đời 2018, đăng ký lăn bánh lần đầu 2019. Lắp thêm 100 triệu tiền đồ anh em nhé, lắp thêm đúng 100 triệu tiền đồ luôn. Và bên em đang chào bán mức giá là 850 triệu, máy dầu đời 2018, đăng ký 2019, form mới. Đồ thì đèn đóm nắp mấy chục triệu, xong rồi đồ chơi các thứ full phụ kiện luôn. Nội thất đẹp lắm, sạch sẽ. Đây, keo chỉ zin 850 này, con này thì trả góp các thứ đầy đủ hết nhé. Cam hành trình này, cam nùi rồi thì màn hình này, súp bát rồi độ nội thất các thứ này, nói chung là full option rồi. Anh em nào mà chơi chiếc này là về chỉ cái việc đi thôi này, chẳng phải làm gì nữa. Chủ xe người Quảng Ninh nhá, chính chủ anh sang đây sẽ viết giấy bán cho bà con luôn. Chính chủ viết giấy bán cho bà con luôn, nếu bà con đến đây đấy. Một anh em viết hay là chính chủ người ta viết luôn, nên anh em an tâm nhé. 850 có thương lượng cho bà con, có bác anh chị nào alo cho Khả Năng Ô Tô số điện thoại 0326062789. Đó, chứ không ai bán cả cả. Giao thế nhưng mà hợp lý thì bán, giá này là bán được rồi, người ta bán đã lỗ lắm rồi. Chính chủ người ta bán lỗ lắm rồi. Dòng đời cao này Khả Năng Ô Tô không nhập được anh em ạ. Nhập về bán không có lãi. Hoặc là bán cao thì anh em bảo cao thế, nên lúc mà anh em không biết chất, nhưng mà ông nào biết chơi dòng này nhá thì sang đây lấy con này thì yên tâm, không mất một phân keo chỉ, máy gầm zin hết nhé. Kia Carrera đời 2009 này giá nào cũng bán nhé. Anh em thiện chí thôi, chỉ cần thiện chí thôi là alo Khả Năng Ô Tô, giá nào cũng múc. Dòng này động cơ 1.6 này, con này bản thiếu 1.6 thôi nhưng là giá rẻ. Đời 2009 mà em bán có khoảng 185 triệu nhé. 185 triệu đời 2009. Mà 7 chỗ ngồi, gia đình đi quá mượt mà luôn. Mang nước sơn màu vàng cát, đăng kiểm mới tháng 7 năm 22. Này, nội thất này, đẹp chưa? Đấy, sạch sẽ đẹp đẽ như này mà tội gì không mua. Em bán mấy chiếc lên Lào Cai cho anh em ở trên Lào Cai, Yên Bái rồi một số chỗ anh em ở trên vùng cao đang đi rất là ok. Ở quê này thì không nói, đang nói vùng cao thôi, vì động cơ 1.6 mà đi vùng cao vẫn bò ngon này. Camry này, đây mấy chục triệu thì có Lubira này, 68 triệu đời 2002 này, 3 gì đấy anh em nhé. Dòng máy dầu thì Khả Năng Ô Tô rất là nhiều, 7 chỗ thì anh em tập trung những dòng xe máy dầu như này. Ford Bs biển 37A18192. Đăng kiểm tháng 4 đây, thì chiếc này thì đâu đó là đời 2009 anh em nhé. Này 9 hay này 10 gì đấy em không chắc nữa. Mới về thì Khả Năng Ô Tô cũng chưa có giá chính thức, anh em nào thích chiếc này thì alo cho em. Đấy, số sàn này đời 2009 khoảng rơi vào tầm 300 mấy đấy, không biết được. Báo mập mờ thế bà con mới cay cú để gọi chứ. Đấy, úi rồi, xe hộ nghèo vừa đi mất rồi. Đây thì còn đây dàn 7 chỗ, 4 chỗ thì em nhiều. Anh em nhé, Kia Morning i10 các thứ thì em nhiều lắm. Xuất sắc loại i10 Kia Morning này. Đời cao, đời thấp, đời 2019 còn có này. Rất là nhiều xe cho bà con lựa chọn.
Kia Morning 2019 có hơn 240 một tí cả. Bao ra tên luôn. Rồi thì ngoài này thì em tập trung vào dòng 7 chỗ thì có rất nhiều Karen, Jolly và Everest máy dầu nhé. Em tập trung Everest máy dầu miền Bắc về đây rồi. Để đời cao thì chiếc này đời biển 19 là Phú Thọ đời 2015, em bán dưới 300. 290 là bán cho bà con rồi nhé, đời 2015. Máy số thân vỏ zin hết, động cơ 2.0. Có túi khí phanh ABS, cửa sổ lóc, điều hòa auto. Dòng này thì tư nhân một chủ sử dụng từ mới, xe gia đình, 7 chỗ không đâm đụng va chạm gì. Nội thất ngoại thất như mới này. Đấy, nội thất như mới luôn. Sạch đẹp, không khoan đục. Trần nỉ nguyên bản, ghế da nguyên bản, theo xe từ đầu đến giờ. Xuất sắc luôn, với giá tiền 298 triệu có thương lượng cho bà con. Có bớt, có lọc lá cho bà con, có ba anh chị nào lựa chọn chiếc xe. Avios 2017 đấy nhá, màu trắng đẹp. Tên tư nhân biển Hưng Yên đây. Nội thất nó đẹp như này mà. Đấy. Nội thất nó đẹp như này mà. Giá tiền cực rẻ luôn. Hơn 300. 340. Hơn 300 anh em nào mà mua ngay. Đợi 27 giờ mua khó lắm anh em. Ngoài kia em còn Vios 2015 màu vàng cát các kiểu. Đấy. Kia Sorento này là máy xăng nhé anh em, đời 2009. Để cho bà con bác anh chị 39 thôi. Hôm nay nó là phân khúc kinh khủng, nó đi sướng lắm anh em. SUV sướng, có full option, full đồ. Dòng này nó thật với các bác là nếu mà quy đổi máy dầu thì sẽ đắt hơn, khoảng hơn 500. Nhưng máy xăng thì có dưới 400 thôi, anh em cứ để 100 triệu đấy anh em đổ. Thay vì đổ xăng thì, thay vì đổ dầu thì đổ xăng đi thì nó cũng chẳng chênh nhau là mấy. Nên là lên lựa chọn một đáng, một sự lựa chọn đáng tin cậy nhé. Tiếp theo là một đôi Captiva, thì có chiếc Captiva này thì em thấy nó rất là đẹp. Chiếc cái là dòng này nó 2.3 máy xăng nên là nó hơi tiêu xăng một tí. Chính thức thì nó khoảng tầm 11 đến 12 lít xăng trên 100 km, nhưng mà nó đổi lại nó được cái xe nó rất là đẹp, form dáng nó đẳng cấp. Anh em nào đi buôn đất buôn đai mà đi con này nó cũng nhìn nó cũng chất hơn đúng không ạ? Đấy. Nó chất hơn nhiều so với anh em đi những chiếc xe mà Vios, Vios hay là xe thấp Kia Morning đi, hoặc là VinFast Fadin đi giao dịch đất đai thì người ta nhìn nó không được đẹp. Thực sự luôn. Con xe này anh em thay tên đổi chủ rồi anh em chẳng biết nó ở đời bao nhiêu, nhưng mà nhìn này. Nhìn nội thất của nó như này sang trọng chưa? Nhìn khá là khang trọng. Nếu anh em có điều kiện về anh em thay cái màn hình đi. Thay thành cái màn hình khác thì nó to hơn, mà nó là màn hình Android thì trông xe nó lại khác bọt hoàn toàn ngay. Đấy, nội thất này tươi mới này. Chỗ ghế da này mình có thể bọc lại một chút hoặc là anh em thay mới cũng được. Nhưng nhìn nội thất rất là đẹp, dòng này thì chẳng bao giờ dịch vụ đâu mà keo chỉ thì zin, vách nỉ nguyên bản này. Khả năng ô tô bán nó 185 triệu thôi, 185 triệu đời 2006 nhá. Xe gia đình không khoan đục taxi, không đâm đụng ngập nước. 185 triệu quá rẻ. Đấy, giá thu hồi vốn nhé. Giá em đang bán là 208, bây giờ thu hồi vốn khoảng có 185 triệu thôi. Rất rẻ. Bên cạnh những chiếc cáp biển 90 này là nó là một chiếc xe đời 2007, động cơ 2.4 nhưng nó là phiên bản số tự động. Mà khả năng ô tô đang chào bán mức giá là 220 biển 90 là Hà Nam nhé. Đăng kiểm tháng 7 năm 2022. Đời 2007. Nội thất cũng như vậy này, cũng rất là đẹp so với chiếc bên cạnh thì cũng rất là cứng nhé. Có khi nội thất chiếc này còn không đẹp bằng chiếc số sàn kia luôn. Đấy, nhưng mà cái cửa tiền mà anh em đầu tư hơn 200 một chút thì em nghĩ là nên mới một chiếc xe số tự động như này, cũng vừa đẳng cấp vừa sang trọng, vừa sạch đẹp. Máy số thân vỏ cầm gầm bẹ chắc chắn, nói chung là xe cũ rồi. Không tránh được cái việc nội việc kia, nhưng mà về bên em thì test kỹ lắm, làm kiểm tra kỹ lắm. Nên các bác an tâm nhé. Đấy thì ở đây có bộ đôi song sinh. Chiếc này thì Kia Karen cũng đời 2015. Nhưng nó cũng dáng y hệt như bên này và giống hệt, và em cũng bán đúng giá luôn là 298 triệu đồng. Chiếc này thì nó không có cửa lóc. Nó là cuối 2015 thì nó dần dần nó bỏ cửa lóc đi. Vì cửa lóc nó cũng nhiều, không nhiều công dụng lắm anh em ạ, không nhiều công dụng lắm. Chiếc này được thêm trang bị thêm màn hình Android này. Nội thất đẹp, đẹp thật, thực sự luôn. Thực sự là đẹp luôn. Anh em mà lấy được những chiếc xe này thì về đi gia đình an tâm lắm. Và màu mè nó cũng rất là đẹp và đặc trưng nhé. Đẹp lắm, mà form dáng nó rộng rãi. 7 chỗ ngồi, tha hồ lựa chọn di chuyển trên đường. Đây, rẻ nữa thì có Jolly đời 2004 nhé, 125 triệu. Thực sự đây, chiếc này để cũng khá là lâu rồi. Giá nào em cũng bán, động cơ 2.0, xe của Nhật, mắt xích, turbo, đèn cột rồi. Giá nào cũng bán cho bà con nhé, 125 triệu liên hệ khả năng ô tô. Đấy, con Jolly này là Jolly đẹp đấy chứ không phải là thường đâu. Nhiều chiếc Jolly chỉ bán khoảng tầm 8-90 triệu anh em nhé. Nhưng mà Jolly nó như này mà. Đấy, vách nỉ, vách nung này. Keo chỉ zin này, nỉ nguyên. Nội thất đẹp lắm. Sơn xi, máy gầm không phải làm gì cả. Thì việc đổ xăng thôi. Giá thì em đã báo ở đấy cho bà con rồi đấy.
Tiếp theo là một chiếc xe biển từ Hải Dương. Chiếc này thì anh em cũng chưa dán giá đây, chắc đâu đó là khoảng đời 2005. Đời 2005 anh em ạ. 2008 nhỉ, con này 2008 chứ. Cái cửa tiền máy dầu này thì nó thật với các bác là nó đắt hơn so với máy xăng, vì nó chạy nguyên liệu bằng diesel nên nó tiết kiệm hơn một chút. Nhưng mà để chung quy nhé, chung quy mà nói nó chẳng tiết kiệm hơn đáng bao nhiêu. Ngay từ đầu cũng đã mua đắt hơn người ta khoảng tầm 80 triệu rồi so với máy xăng rồi. Thế thì 80 triệu tiền xăng đấy anh em, cái độ chênh lệch thì anh em đổ xăng thì mới đổ dầu thì đáng bao nhiêu đâu. Nếu anh em đi ít thì anh em cứ đi máy xăng cũng được, chẳng quan trọng. Đấy, một chiếc 20N2186 này nữa. Chiếc này thì đời 2008 nhé. Và em đang chào bán với mức giá là 215 triệu. Đời 2005. Chiếc này 2005. 205 triệu đồng này. 215 triệu để cho bà con 205 thôi. Cũng động cơ máy dầu và 2.5. Đây. Thế chiếc này em nhớ ra rồi. Cái này đời 2008 và em đang bán với mức giá là 279 triệu. Đâu đó 27 là bán nhé. Đấy, hay Isuzu đây. Anh em có thể nhìn thấy Isuzu Highlander đời 2006 và em bán 218 triệu, biển Thanh Hóa mới về. Hiện tại có 3 chiếc Isuzu cho bà con này. Isuzu nó khá là cao nhé, ngồi nó còn cao hơn cả Everest này. Đấy, Everest nó còn cao hơn Everest nữa đi. Đưa xuống tí. Đấy, rất là đẹp, đăng kiểm mới. Máy dầu thì nó nổ sẽ to hơn máy xăng, nhưng mà nó cửa tiền của nó thì nó chỉ hơn 200 thôi. Và đời thì 2006 nhá, tiết kiệm nhiên liệu. Onander đây, hôm nay em có Onander mới đời 2011, mới về đời 27, đời 2011 và em chào bán với giá là 279 triệu, biển 29A47836, mang nước sơn màu vàng cát. Onander là dòng xe của thương hiệu của Mỹ Chevrolet, động cơ 1.8 số sàn nhé các bác nhé. Dòng này thì cũng bền đẹp đấy, form dáng đẹp, sạch sẽ. Nói chung xe Mỹ thì nó cũng là chất, nội thất các thứ nó cũng đẹp này, anh em nhìn thấy không? Không dịch vụ gì cả, nội thất đẹp, trần nỉ nguyên bản, sạch sẽ, đẹp đẽ. Cái cửa tiền của anh em múc được chiếc này thì nó cũng khá là ok, khoảng tầm hơn 270 một tí là anh em vào việc rồi. Đấy, Onander này cũng rộng rãi, đẹp đẽ lắm. Nếu mà dòng xe Innova mà đời này thì nó cũng khoảng tầm như vậy anh em ạ. Nhưng mà dòng này nó chất hơn, trông có vẻ là chất hơn và đẹp hơn, khá là ok. Em thì em lựa chọn an toàn, em lựa chọn Innova. Innova biển 24A này thì nó cũng là một mẫu xe để cho bà con lựa chọn, đáng phân khúc lựa chọn nhé. Đời 2015 và em bán 315 triệu, biển Lào Cai, tên tư nhân. Rất là nhiều xe 7 chỗ này, bà con nhìn thấy không? Nội thất sơn si sạch sẽ, máy gầm nguyên bản, ghế lỉ nguyên bản này, trần nỉ nguyên bản. Đó, Innova cơ mà. Cái cửa tiền 300 thì những cái mẫu này là khá là ok. Em sắp về một chiếc đời 2016 nhá, bán có 320 thôi. Màu đen, sơn si căng đét, lợi ngoại thất tươi mới, hồ sơ cầm tay, rút hồ sơ rồi. Ở đây còn Suzuki APV, như chiếc này đặt nhận cọc rồi sao anh em ạ? Nhận cọc bán vào Nam rồi, em vẫn để đây tháo biển rồi. Ngoài này thì có i7 chỗ giá rẻ nhá, Nissan Livina. Nissan Livina đời 2011, khả năng ô tô đang chào bán mức giá là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng thôi, bà con sẽ được sở hữu một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, Nissan Livina. 7 chỗ nhá, nhỏ gọn một chút nhưng mà nó là rẻ, rẻ lắm. Đời cao mà giá rẻ, mang nước sơn màu vàng cát. Khả năng ô tô đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 215 triệu đồng thôi. Rất rẻ, giá này còn bớt, còn hỗ trợ cho bà con tiền rút hồ sơ, có thể sang tên cho bà con nữa. Nên bà con cứ an tâm, đến gặp gỡ khả năng ô tô là chốt, là bán. Thế thôi, có gì đâu mà. Mình có thương lượng mà, có phải là bán cả đâu. Nhiều anh em cứ thấy chào cao là anh em nóng ruột thôi. Có những chiếc này đẹp thì anh em chấp nhận phải mua cao. Còn có những chiếc mà đời để còn anh em có thể thương lượng được khoảng tầm chục triệu anh em nhé. Để cái tiền đấy mà anh em không rút hồ sơ, không sang tên thì khả năng ô tô có thể hỗ trợ bà con được. Nên anh em cứ tự tin lên, mua chiếc nào cũng được, thích gặp gỡ khả năng ô tô đến trực tiếp đây. Tiền nào của đấy, không nói dối, không bán bố láo mà không bán ngoài đường ngoài chợ, mà có một cơ sở rất là lớn về xe cộ để cho bà con tin tưởng lựa chọn khả năng ô tô. Cảm ơn tình cảm mọi người đã luôn luôn dành cho em. Anh em nào mới xem làm ơn đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh giúp Khải Đăng nhé. Đây chủ yếu của Karen thôi, Karen là rất là nhiều, và Innova nữa, Innova Karen. Karen này thì đời 2009 phiên bản 2010 phiên bản số tự động, máy số thân vỏ keo chỉ zin đét 100%, bao test hãng được, còn này đẹp đấy, 279 triệu nhá. Đời 2010 tên tư nhân, biển Hải Phòng nhỉ, Hải Phòng đấy.
dàn 7 chỗ này thì em thật với các bà con, các bác anh chị nè, thiện chí mua bán anh em đến gặp gỡ làm việc trực tiếp, giá nào trả bán, giá nào trả chốt. Đó. Động cơ thì 2.0 có đủ túi khí phanh ABS, dòng này tiêu hao tầm khoảng hơn chục lít xăng vì nó số tự động mà, tầm 12 lít, 11, 12 lít, đường trường là khoảng tầm 10 lít nhé. Cửa tiền là hợp lý này. Tiếp theo là Karen đây, Karen đời 2009 cũng là phiên bản số tự động, cũng giống hệt chiếc bên cạnh nhưng thấp hơn một đời, giá thì em bán 268 thôi, màu đen. Và Kia Sorento, Sorento này cũng máy xăng nhé, đời 2010 và em bán hơn chiếc kia khoảng chục triệu là 408 triệu, nhưng mà giá nào cũng chốt đây, 08, 09, 10 bán hết, nói chung là cứ vào giá là bán. Mua thì gần giá này rồi nhưng mà thực ra là về nó không hợp thời hợp mệnh thì chưa bán được ngay, thì em có giảm giá trước 4 bán 42 đấy, nhưng bây giờ giảm giá xuống còn 408 thôi, coi như là thu vốn mà. Và Innova đây, Innova biển 15A bậc 71920 là đời 2013 nhé, đời 2013 và em chào bán mức giá là 290 thôi đấy, 290 thôi bà con. Máy 2.0 màn hình cam nồi đầy đủ hết rồi, không thiếu gì cả, keo chỉ zin sạch sẽ, biển Hải Phòng tư nhân. Nếu có điều kiện có tiền này, của tiền hơn 200 thôi thì anh em lấy con này, con Zinger đời 2009 nhé. Vì không hiểu vì sao mà bọn em bán mấy cái biển xe biển Thanh Hóa rất là chậm, thực sự luôn. Bọn em thì không có hề có phân biệt vùng miền hay là chê bai gì, nhưng thực sự là nhiều anh em đến đây cứ bảo là biển Thanh Hóa là không mua, không hiểu sao các bác lại kỳ thị như vậy. Thì em cũng mong trên video này cũng mong mọi người nghĩ, suy nghĩ lại, vì nơi này nơi khác có người nọ người kia, em không có nói về cái vấn đề phân biệt nọ kia gì cả. Thì xe nào em cũng mua, biển nào cũng mua, mà anh em ở đâu ra em cũng vui vẻ tình cảm. Em còn có vào trong đấy chơi hàng tuần cơ, anh em tình cảm lắm, có những nơi mà người ta tình cảm, dân tình cảm kinh khủng luôn. Thực sự thì cũng có những nơi nghèo khó thì người ta cũng hay bó con người, người ta không thể chi tiêu nó mạnh bạo được, thì anh em phải bảo là kẹt xỉ, nhưng cũng chẳng phải đâu đấy, anh em nên nghĩ lại, suy nghĩ lại thời buổi nào rồi đúng không, nên là đừng có đánh đồng. Như em thấy, anh em thấy biển Thanh Hóa ở nhà em bán rất là khó, không hiểu kiểu gì, nên là anh em nào mà thích chiếc này có thể liên hệ Khả Năng Ô Tô, hoặc anh em Thanh Hóa, anh em giữ biển, anh em lấy alo cho em nhé. Mang nước sơn màu bằng cát Mitsubishi Zinger, em thực sự là rất là lỗ rồi đấy, con xe này rất là lỗ và rất là đẹp, không hiểu sao mà anh em lại không thích. Con Zinger này 2.3 mà máy xăng mà đời 2009, nó đi sướng một vạn Innova luôn, thực sự luôn, nó sướng gấp đôi Innova, nó nội thất như thế này mà đẹp xuất sắc, cái này Innova nào bằng được. Nếu có Innova các bác mà qua taxi dịch vụ làm sao mà ăn được chiếc này được, xe này gia đình luôn, không khoan đục, không taxi, không đâm đụng ngập nước đấy. Con này mua về đi thì mỹ mãn luôn nhé, 238 triệu là cái giá mà em đã thu hồi vốn, em mua chiếc này vào khoảng 225 triệu rồi anh em ạ. Đấy, về làm nên bao nhiêu tiền này, sửa chữa sơn si đăng kiểm các thứ là đầy đủ hết rồi, nên là anh em cứ đến là nó book thôi. Con này thì để cho bà con 220 cũng bán đấy nhé. Tiếp theo là chiếc Innova đời 2010, chiếc này thì Khả Năng Ô Tô đang chào bán mức giá là 273 triệu đời 2010 nhé, bản G, Innova G này, nội thất đẹp sạch sẽ đó, keo chỉ zin không đâm đụng gì, giá tiền rất là hợp lý đấy. Còn sắp tới thì ông anh em sẽ vỡ lợ đấy, đôi khi là sẽ có thể là sẽ bán chiếc này đấy, kia kìa đấy, nên là VinFast Lux SA anh em nhé. Em chạy thử rồi, sướng lắm, lần đầu tiên được chạy trải nghiệm, sướng đời, chúng có tiền nên mua. Mua con VinFast thực sự là xe của người Việt nhưng mà nó chất lắm, đi sướng lắm, thực sự chất lượng của nó châu Âu, châu Âu con nào mà râu luôn đấy. Lux SA 2.0 turbo anh em nhìn đâu, đèn nhánh đẹp lắm, lốp nó to này, kiểu bằng hai đầu luôn. Bằng hai cái lốp bình thường nên là đi nó trải nghiệm nó sướng. Santa Fe thì em có 208 đấy, số tự động khoảng tầm gần 400, máy dầu nhá, biển Hải Phòng tư nhân đó, Everest ở vùng đây đây. Nói chung là còn xe rất là nhiều, các dòng xe khác thì em còn nhiều lắm, hàng trăm chiếc mà em đang dọn dẹp ở khu vực gần đây, quanh đây rồi, rất nhiều những mẫu xe mà anh em chưa lên sóng được, thì anh em cứ alo Khả Năng Ô Tô số điện thoại 0326062779 để sở hữu những mẫu xe mình yêu thích. Trân trọng cảm ơn tất cả quý bà con các anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào mọi người trong những clip tiếp theo.